Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda SH100 5i 2020 có thể sẽ được Honda Việt Nam ra mắt vào cách tháng 11 sắp tới. Trong những ngày vừa qua, thông tin về việc cái mẫu xe tay ga Honda SH100 5i 2020 sẽ được Honda Việt Nam ra mắt trong cách tháng 11 sắp tới đã khiến những tín đồ mê mẩn cái mẫu xe tay ga hạng sang này đứng ngồi không yên. Theo dự đoán từ phía cộng đồng mạng, thì cái chiếc SH100 5i 2020 sẽ có những thay đổi diện mạo mới cũng như cải tiến nâng cấp nhiều công nghệ hiện đại hơn nữa. Được biết, sắp tới đây vào ngày 5 tháng 11, Honda Việt Nam sẽ ra mắt một mẫu xe hoàn toàn mới tại khách sạn Meadows Hà Nội, nhưng không tiết lộ cụ thể là mẫu xe nào. Theo nhiều thông tin phỏng đoán, ngoài cái mẫu SH100 5i ABS 2020 hoàn toàn mới được tung ra, thì nhiều khả năng Honda cũng sẽ trình làng một cái hệ xe sang là SH2020 tại cái buổi lễ ra mắt sắp tới. Lời đồn thổi về cái chiếc SH100 5i 2020 ra mắt, nếu trở thành sự thật, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tính năng mới. Cụ thể, bắt đầu với cái chữ LED hoàn toàn mới và độc quyền. Bên cạnh đó, với một cái vẻ ngoài thanh lịch hơn, mang lại nhiều khả năng hiển thị và an toàn cao cấp hơn, đáp ứng được nhu cầu hàng ngày từ khách hàng. Và trên thực tế thì chưa có bất cứ những thông tin chính thức nào về cái chiếc SH100 5i 2020 hay cái chiếc SH100 5i 2020 ra mắt từ phía đại diện của Honda Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng thông tin bí mật ra mắt mỗi chiếc xe đều đến cái phút chót mới lộ diện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tiếp nhớ like, subscribe.